Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh YouTube của xe điện Bảo Nam. Và hôm nay mình đang review chiếc xe máy Coupe 81 50 không cần bằng lái màu xanh. Xanh nước biển. Đôi yếm được làm màu trắng này. Bản này là bản đời mới nhất 2017. Đây là chiếc bánh Nana trước này. Lốp có xăng này. Và đuôi gương rất là đẹp. Chiếc Coupe 81 điện thoại này hiện tại đang rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Và rất là tiết kiệm xăng, mức tiêu hao nhiên liệu xe là khoảng tầm 1.8L trên 100km. Đây là các cái bộ phận nào Opaga sau bảo vệ đèn chiếu hậu và đèn xi nhan. Còn đây là ốp bô thì giảm thiểu tiếng ồn. Opaga sau và yên xe. Hệ thống công tắc này, mặt đồng hồ này, hiển thị đầy đủ này, xăng này, công tơ mét này, số này, xi nhan. Bên trái đây là còi xi nhan, gương chiếu hậu. Chiếc màu xanh này nghe về là khá là hợp với các bạn cấp 3 nhỉ. Màu xanh tươi trẻ. Ok, mình đang cố gắng làm sao mà quay tất tật tật và thật cẩn thận cho các bạn được xem chiếc Coupe này. Rồi, để xem nhiều video hơn các bạn nhớ like và comment ở bên dưới và để đăng ký theo dõi kênh xe điện Bảo Nam. Các bạn nhớ subscribe. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.